Hồi ký chiến trường. Tác giả Vũ Trung Kiên, cựu chiến binh trung đoàn 207. Phần 1. Trong đội hình trường kỳ kháng chiến của dân tộc. Giọng đọc Hải Yến. Số 11. Mười ba giờ, ở trận địa C2 báo về, một số hầm phòng ngự của bộ đội đã bị xe tăng địch cán sập. Nguy cơ trận địa C2 bị chọc thủng. Lệnh từ sở chỉ huy tiền phương trung đoàn cho toàn bộ DKZ-57 và 75 hướng nòng bắn chi viện C2. Trận địa cối 82 nằm gần sở chỉ huy cũng được lệnh nhả đạn. Nhờ có trinh sát pháo binh chỉnh tầm, chỉ sau mấy loạt đạn, pháo cầu vồng của ta đã nện trúng đội hình địch. Vậy là hàng trăm quả đạn của cối 82, DKZ-75, DKZ-57 kết hợp B-40, B-41 trong chốc lát đã diệt hàng chục xe tăng và xe bọc thép địch. Nhiều tốp bộ binh địch trúng đạn, xác địch văng lên tứ tung. Mũi tấn công đột kích của địch bằng xe tăng, xe thiết giáp và bộ binh vào trận địa C2 đã bị thiệt hại nặng nề, địch hoảng hốt quay đầu tháo lui. Ở các hướng khác, địch chỉ nằm xa vãi đạn, không dám liều lĩnh tiến thêm. Xe tăng và thiết giáp bộ binh sống sót cứ từ từ lui khỏi trận địa ta mỗi lúc xa dần. Khoảng 4 giờ chiều thì trận địa đã im hẳn tiếng súng. Địch đã co về vị trí ba rài. 6 giờ chiều, tôi và đồng chí Quân cùng với bộ phận tác chiến theo anh Cận, anh Thi xuống thăm trận địa C2. Hai chiếc M41 vẫn còn nằm trình hình trước mặt trận địa, cách không đầy 100 mét. Mấy tên địch trong xe cháy đen thui. Gần chục chiếc M113 nằm rải rác trên khắp cánh đồng. Khi tới hầm ban chỉ huy đại đội 2, một cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi thật đau lòng. Hơn 10 chiến sĩ đã được gom lại nằm thành một hàng ngang. Anh em hy sinh nhìn đủ các dạng: bể đầu, vỡ mặt, mất chân, cụt tay, máu me đầy mình, đầy mặt. Nhiều đồng chí nhìn không biết là ai. Bộ phận vận tải của tiểu đoàn và trung đoàn đang trên đường xuống để mang thi thể anh em về phía sau. Để phục vụ cho công tác mới của mình, ngay đêm hôm đó, tôi cùng đồng chí Vân, trợ lý chính trị tiểu đoàn, đi xuống hết các đại đội của tiểu đoàn 2, đại đội 2 của tiểu đoàn 1, rồi cùng đồng chí Quân đến từng đại đội hỏa lực trung đoàn nắm những thông tin thật chính xác để chuẩn bị cho những bản tổng kết, những bài viết thành tích làm tài liệu lưu trữ cho đơn vị. Một nhiệm vụ thật mới mẻ của tôi bắt đầu. Trận đánh phòng ngự hôm đó, trung đoàn 207 đã chặn đứng cuộc hành quân lấn chiếm của 3 tiểu đoàn ngụy Lon Non có xe tăng, xe bọc thép, pháo binh và máy bay yểm trợ, buộc chúng phải co cụm về cố thủ ba rài, bắn cháy một máy bay, 5 xe tăng, hơn 10 xe bọc thép M113, tiêu diệt và làm bị thương hàng trăm tên địch. Bọn địch ở đây đã thật sự hoảng sợ, từ bỏ ý định lấn chiếm vùng giải phóng của ta và bạn. Sau trận đánh phòng ngự, chặn đứng 3 tiểu đoàn của quân ngụy Lon Non có xe tăng, xe bọc thép, pháo binh và máy bay yểm trợ, địch đã biết thân, không dám bung ra ở hướng này. Chúng trở về co cụm ở ba rài và củng cố các vị trí, ba khom, tăng cốc. Bộ đội ta vừa thay nhau chốt chặn, vừa lùi dần về phía sau, nghỉ ngơi, học tập, huấn luyện. Lúc này, quân ủy trung ương cho phép được tuyển quân tại chỗ để giảm bớt áp lực cho ngoài Bắc, phải chi viện một lúc cả 4 chiến trường A, B, C, K. Vậy là rất nhiều thanh niên nam nữ người Việt sống trên đất Campuchia gia nhập quân giải phóng. Thanh niên Việt Kiều thì hòa nhập dễ, cùng gốc gác, cùng tiếng nói và chữ viết. Đặc biệt, lúc này cũng rất nhiều thanh niên Campuchia tình nguyện nhập quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ta cũng có dụng ý thu nhận họ để cùng sát cánh
cùng chiến đấu cho họ quen dần. Khi nào trở về chiến trường miền Nam sẽ giao lại cho quân đội bạn. Do đó, từ lúc này trở đi, trung đoàn 207 của chúng tôi có đủ các thành phần. Bộ đội miền Nam đi tập kết được điều quay trở lại. Bộ đội miền Bắc bổ sung vào. Tân binh người Việt sống trên đất Campuchia. Tân binh người Campuchia tình nguyện. Không khí học tập rèn luyện trong trung đoàn rất phong phú và sôi động, khẩn trương. Bộ đội ta thì thi nhau học tiếng Campuchia. Anh em Campuchia thì học tiếng Việt để tiện giao tiếp. Anh em Việt Kiều ở giữa làm phiên dịch. Đến một đơn vị cứ díu ra díu dít. Những âm thanh tập nói như trong một lớp vỡ lòng ở trường làng miền Bắc. Bởi tiếng Việt có 6 thanh điệu tạo nên ngữ nghĩa của từ. Nói sai thanh điệu là sai nghĩa. Nhiều đồng chí Campuchia học tiếng Việt nói ngọng líu ngọng lô. Bữa cơm hôm đó anh nuôi sơ suất nên cơm bị sống, chưa chín. Anh em Việt Nam không nói gì, ráng ăn. Anh em Campuchia thì lên tiếng. Bữa nay anh nuôi cho ăn cực khổ quá. Bữa nay anh nuôi cho ăn cực khổ quá. Khiến chúng tôi ôm bụng cười lăn lộn, cười đến chảy nước mắt. Nhận được điện ngày 16 tháng 3 năm 1971, anh Phạm Dốc, anh Dĩ và tôi phải có mặt tại Cục Chính trị Quân khu để báo cáo thành tích cho đơn vị. Vậy là đêm 15 tháng 3, cả cơ quan tuyên huấn hầu như thức sáng đêm. Trên cái bàn tre của lán tuyên huấn, đồng chí Nguyện ngồi bên chiếc máy chữ lộc cọc, đồng chí Hùng bên cạnh đọc cho đồng chí Nguyện đánh máy cho nhanh. Tôi phải sang nhờ lán anh Lợi cặm cụi trên những trang giấy. Anh Sáu Truyền thì cứ chạy qua chạy lại. Tôi viết được tờ nào thì chuyển ngay cho bộ phận đánh máy. Bố sướng thế, đã không phải đi chiến dịch, lại không phải viết. Mà viết làm sao được, nếu bắt anh Sáu viết thì hóa ra để anh nói phét à. Phải làm việc ban đêm, mũi cắn lại bên chiếc đèn dầu tù mà tù mù. Chữ tôi thì chẳng thua gì chữ bác sĩ, viết cho nhanh mà. Chốc chốc, anh Sáu Truyền lại chạy tới hỏi. Kiên ơi, chữ này là chữ gì? Tôi viết thì tôi biết ngay, chẳng đọc được, tôi cũng đoán ra. Anh Lợi Giang Võng nằm bên cạnh, buồn cười chọc hai đứa tôi. Thôi ông Sáu viết đi, để thằng Kiên nó viết, ông cứ phải chạy đi chạy lại. Chắc đến sáng thì cặp giò ông dã rồi. Tôi đồng ý liền, nhưng anh Sáu đâu có chịu. Gần một giờ sáng, tay đã mỏi rã rời, mắt cay xè cứ như muốn híp lại. Cũng chỉ còn độ vài trang giấy nữa là xong bản báo cáo thành tích trận đánh của trung đoàn. Mà sao giờ thấy nó thầm thầm thế? Bụng đã cồn cào, định nghỉ tay lấy ít chuối khô nhai cho ấm bụng. Bất ngờ, đồng chí Viễn quản lý của ban chính trị và đồng chí liên lạc của đồng chí Dĩ. Đồng chí liên lạc, người Việt Kiều, lâu quá tôi không nhớ tên. Khệ nệ bưng nồi cháo gà đến lán tuyên huấn. Mùi lá chanh của nồi cháo bốc lên thơm phức. Chanh ở vườn khóm gần đó. Lúc này, đồng chí Lợi và đồng chí Long đã ngủ, nằm im re. Tôi đánh thức anh Lợi và anh Long đã không dậy. Còn lên tiếng, tụi mày ăn đi để viết, tao có công gì đâu mà ăn. Tôi phải cù nách, hai tên mới chịu ngồi dậy. Tám chúng tôi, có cả hai đồng chí được anh Dĩ phái xuống, quây quần bên chiếc bàn làm việc của đồng chí Nguyện, máy móc giấy tờ, tạm cho nó một bên. Húp cháo và nhai thịt gà, lúc này sao mà nó sướng thế? Tôi thầm cảm ơn anh Dĩ, người thủ trưởng quê ở Hà Bắc, đối với anh em cán bộ cấp dưới lúc nào cũng chu toàn. Sáng hôm sau, chúng tôi được 3 xe Honda 90 đưa về quân khu, len lỏi qua rừng chuối, rừng cao su, qua nhiều phun sóc và tới một rừng già. Cũng phải mất hơn 6 giờ mới đến được Cục Chính trị quân khu. Cũng hầm, cũng lán, chẳng khác gì khi chúng tôi còn ở miền Đông. Anh Sáu Thượng, chủ nhiệm Cục Chính trị, kiêm phó chính ủy và một số đồng chí trong bộ tư lệnh quân khu C-40, các phòng ban của Cục Chính trị đã chờ sẵn. Tất nhiên là báo cáo thành tích tôi viết, nhưng anh Dĩ đọc, anh Phạm Dốc đóng góp bổ sung,
và với thắng lợi trong trận đánh phục kích gần cứ điểm Ba Rài, quân khu đã chấp nhận đề nghị Bộ Quốc phòng và Chính phủ tặng thưởng huân chương quân công hạng nhất cho Trung đoàn 207. Viết đến đây, tôi liên tưởng đến ông Trần Ngọc Quế, ba của chị Trần Thị Tâm, vợ bác sĩ Võ Tăng Duyên, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Phú Tân, là xuôi ra với tôi. Tôi được biết qua bằng tổ quốc ghi công và nội dung trên giấy báo tử. Năm 1970-1971, ông là tham mưu trưởng một đơn vị trực thuộc quân khu C-40, hy sinh trong một trận đánh và được mai táng tại khu rừng thuộc tỉnh Siem Reap, Campuchia. Anh chị xuôi ra đã nhiều lần đến nơi này tìm mộ ba nhưng chưa tìm được. Sau 3 ngày làm việc và nghỉ ngơi tại Cục Chính trị Quân khu, chúng tôi đã trở về Trung đoàn Bộ. Anh Sáu Truyền cứ tíu ta tíu tít hỏi thăm chuyến đi của tôi, mà đáng ra phải là của anh mới đúng. Tôi tường thuật và báo cáo lại kết quả với anh. Anh vui mừng ra mặt. Vậy là công lao của cả bộ phận tuyên huấn thức sáng đêm cách đây mấy ngày đã không uổng. Anh quyết định thịt ngay 3 con gà để ăn mừng thắng lợi. Lúc đó bộ phận tuyên huấn nuôi được cả chục con gà đều đã đến tuổi trưởng thành. Vậy là đồng chí Hùng và đồng chí Nguyện nhanh chóng ra tay. 3 mâm lót bằng lá chuối được bày lên 3 chiếc bàn tre. Tụi tôi một cái, mượn bên anh Lợi một cái, anh Đương một cái. Gần 20 cán bộ chiến sĩ của ban chính trị quây quần bên nhau. Bát đũa của ai, người đó tự mang, nếu không thì ăn bốc dáng chịu. Anh Si có bình tông rượu ngâm với mật ong, tính để bồi dưỡng sức khỏe. Thấy anh em vui quá, bèn đem biếu luôn. Vậy là tối hôm đó, nhà lán của bộ phận tuyên huấn rôm rả chẳng khác gì ngày Tết. Tiệc xong, ai về nhà nấy. 4 đồng chí lớn tuổi, anh Dĩ, anh Truyền, anh Lợi, anh Sâm, rủ nhau ở lại đánh tú lơ khơ ăn quẹt lọ. Đồng chí Hùng và đồng chí Nguyện oải quá, mò sang nhà cán bộ, răng võng ngủ trước. Tôi ở lại chầu dìa, làm trọng tài và làm chân điếu đóm. Một cái song đen thùi lùi được tôi xuống tận nhà bếp điệu về, lật úp ngay bên cạnh. Mới chưa đầy một tiếng đồng hồ mà mặt mũi của 4 anh chẳng khác gì mặt mấy anh hề trong rạp xiếc. Mà buồn cười nhất là mặt anh Lợi. Chỉ thua có 2 ván mà khuôn mặt anh đã đầy kín nhọ. Anh cự nự anh Sáu Truyền. Ông làm ăn gian bỏ mẹ. Ông thua, tôi chỉ quẹt có 1 ngón tay. Tới phiên tôi thua, ông chơi cả bàn tay. Bố thằng nào chịu nổi. Anh Sâm chêm vào. Ước gì mặt thằng Lợi to được bằng cái mâm để cho Sáu Truyền nó quẹt. Anh Dĩ chỉ tủm tỉm cười. Tôi cũng cười theo. Tôi dám cá. Ai nhìn thấy cái cảnh của 4 cha mà nhịn được cười thì tôi gọi bằng ông trời đấy. Đang căng thẳng để nghiên cứu từ những lá bài trên tay, anh Sáu Truyền bỗng hoảng hốt. Lợi, con muỗi nó cắn má mày, mọng đầy máu. Anh Lợi phản ứng rất mau lẹ, gom hết bài dồn vào tay trái, tay phải giang ra, phát thật mạnh, đánh đét một cái vào má mình. Tưởng đã tiêu diệt được kẻ thù nguy hiểm. Xòe bàn tay trước mặt chẳng thấy máu dính tay mà cũng chẳng thấy mũi đâu. Anh Lợi tức quá. Sáu Truyền, mày cứ gạt tao để tao phân tâm. Thua bài là tại mày đấy. Anh Sáu Truyền tỉnh bơ. Mày đập mạnh quá, con mũi nó chui tọt vào lỗ rồi. Làm sao nó chết được? Tụi tôi phá lên cười. Anh Lợi thì lần này không mắc bẫy nổi cáu nữa. Mà tưng tửng. Mày chọc tao, chắc sau này con mày dỗ là cái chắc. Ghét của nào trời trao của đó em ạ. Đến cuối tháng 3 năm 1971, một đơn vị cấp tiểu đoàn trực thuộc quân khu làm công tác xây dựng chính quyền bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, được điều về bổ sung cho Trung đoàn 207. Công tác tiếp nhận đơn vị mới được nhanh chóng tiến hành. Trung đoàn thành lập ngay một đoàn công tác do anh Phạm Dốc và anh Nông Ngọc Cận phụ trách. Đại diện của 3 cơ quan tham mưu chính trị hậu cần. Ban chính trị có anh Lợi, anh Đương và tôi. Tại một phum sóc không nhớ tên thuộc tỉnh Công Pông Chàm, đoàn công tác của trung đoàn xuống làm việc trực tiếp với đảng ủy và ban chỉ huy tiểu đoàn.
sau đó phân công nhau đến từng bộ phận để khảo sát nắm thực lực. Tôi, anh Lợi, anh Đương làm việc với tổ chính trị tiểu đoàn do đồng chí Thái, trợ lý chính trị, phụ trách, cung cấp thông tin số liệu. Đồng chí Thái sau này về làm chính trị viên tiểu đoàn 1, quê ở huyện Ý Yên, Nam Định và hiện nay đang sinh sống tại Hà Nội. Sau 5 ngày, đoàn công tác của trung đoàn vừa tham dự các cuộc họp cần thiết, vừa chỉ đạo điều chỉnh bổ sung những trang thiết bị vũ khí, đặc biệt là thành lập thêm một đại đội hỏa lực trực thuộc tiểu đoàn, các trung đội như thông tin, trinh sát, vận tải. Tiểu đoàn 3 với quân số hơn 400 người, đủ sức là một tiểu đoàn chính quy, do anh Cao Tông làm tiểu đoàn trưởng, chính thức hình thành trực thuộc trung đoàn 207. Như vậy, cho đến thời điểm này, trung đoàn 207 đã đủ lông đủ cánh, là một trung đoàn chủ lực mạnh thuộc quân khu C-40 đang làm nhiệm vụ trên đất bạn. Sau 2 tháng học tập huấn luyện, tiểu đoàn 3 được lệnh hành quân vượt đường 7, đóng quân ở Nam Lộ. Trung đoàn trở thành đội hình phòng ngự tam giác, kiềng. Trung đoàn bộ ở giữa, ba góc, ba tiểu đoàn, 1, 2, 3. Ngày 9 tháng 6 năm 1971, cán bộ của ban chính trị được chia làm hai. Một bộ phận đi với anh Nông Ngọc Cận, vượt lộ 7 qua hướng tiểu đoàn 3. Còn lại theo sở chỉ huy tiền phương trung đoàn do anh Ba Chắc, anh Dốc, chỉ huy hành quân. Anh Sáu Truyền đi với hướng anh Nông Ngọc Cận. Khoảng 17 giờ, bộ phận chúng tôi xuất phát hành quân. Ba lô vẫn để lại đơn vị. Tôi chỉ đem theo khẩu súng ngắn, cái túi đựng mìn Claymore, được vận dụng để đựng sổ sách, giấy tờ và dụng cụ cần thiết. Các mũi hành quân của ta bí mật ép sát lộ 7. Đến 3 giờ sáng, bộ đội ta đã vào hết vị trí tập kết. Sở chỉ huy trung đoàn đặt tại Phung So Sen, cách lộ 7 khoảng 5 km. Trước mặt là tiểu đoàn 2 được bố trí trận địa ém quân, dàn hàng ngang, có diện rộng khoảng 2 km, cách lộ 7 khoảng 1 km. Bên kia là tiểu đoàn 3, do anh Ba Cao Tông và anh Cận trực tiếp chỉ huy, cũng bố trí trận địa ém quân, dàn hàng ngang, cách lộ 7 khoảng 1 km. Phía sau tiểu đoàn 2 là trận địa hỏa lực của tiểu đoàn 12 ly 8 và DKZ-75 của trung đoàn cũng được điều lên trước mặt trận địa. Trận địa cối 82 của trung đoàn nằm ngay sau lưng tiểu đoàn 2. Trận địa cối 120 do quân khu tăng cường nằm xéo cánh trái về phía trước của sở chỉ huy trung đoàn. Trận địa phục kích đã được hình thành. Một nguồn tin tình báo quân sự cung cấp, địch mở cuộc hành quân bảo vệ chuyến hàng quân sự đặc biệt chi viện cho thị xã Công Pông Chàm. Chúng xuất phát từ Phnom Penh, đi qua Sikun, qua Prey Tơ Tưng đến thị xã Công Pông Chàm. Trung đoàn 207 được lệnh chặn đánh địch trên quốc lộ 7, đoạn từ Sikun đến Prey Tơ Tưng, phải tuyệt đối bí mật, nếu không sẽ mất thời cơ. Cuộc hành quân có quân ngụy Sài Gòn tiếp ứng, không có quân Mỹ chi viện. Sáng ngày 10 tháng 6 năm 1971, quân khu thông báo, địch bắt đầu hành quân, xuất phát từ Phnom Penh đến vị trí Sikun. Vì không có đơn vị nào của ta chặn đánh, nên chúng hành tiến rất nhanh. 10 giờ sáng, chúng đã có mặt tại Sikun. Hai chiếc trực thăng trinh sát rà soát hai bên quốc lộ 7, nhiều tốp Honda của bọn Lon Non cải trang dân thường chạy đi chạy lại trên mặt lộ để dọn đường cho mũi hành quân của địch. Từ Phung So Sen ra quốc lộ 7 là một con đường đất, hai bên là cánh đồng lúa có xen lẫn phun sóc lưa thưa và những gò đất trồng toàn cây thốt nốt. Bộ đội ta lợi dụng những gò đất đào công sự trên ngụy trang bằng cành cây tươi và cỏ, nằm im chờ địch. Hai chiếc trực thăng trinh sát và bọn công lộ quần đi quần lại nhiều lần nhưng không phát hiện được, chúng an tâm cho cuộc hành quân tiếp tục. Đài quan sát báo về khoảng gần 100 xe đủ các loại, đi đầu là tốp xe bọc thép, xe vận tải chở quân, xe tải chở hàng, cứ đan xen chạy từ hướng Sikun về Prey Tơ Tưng để đi Công Pông Chàm. Từ sở chỉ huy trung đoàn lệnh trực tiếp bằng máy vô tuyến, anh Ba Chắc lệnh cho bộ đội thoát khỏi vị trí ém quân, bám lên mặt lộ
hai cánh quân của ta, phía nam là tiểu đoàn 3, phía bắc là tiểu đoàn 2, chỉ sau độ 10 phút đã áp sát gần đoàn xe địch. Khoảng 12 giờ, cối 120, cối 82 được lệnh nhả đạn. Chỉ nghe những tiếng ồng ộc của hai trận địa pháo trước mặt sở chỉ huy. Xa xa là những âm thanh ì ầm trên hướng quốc lộ 7. Đài quan sát báo về, pháo của ta đã bắn trúng đội hình địch. Vậy là lệnh từ sở chỉ huy cho pháo ta cấp tập. Trận địa DKZ cũng được lệnh khai hỏa. Đài quan sát báo về, nhiều xe địch bị trúng đạn đang bốc cháy. Pháo cầu vồng ta vừa dứt, hai cánh quân từ hai bên được lệnh đánh chiếm đoàn xe địch. Tôi và anh Dĩ đến ngay hầm của anh Dốc và anh Ba Chắc để tốc ký tình hình chiến sự. Bốn máy vô tuyến liên tục nhận những tin tức ngoài trận địa và truyền đi những mệnh lệnh của sở chỉ huy trung đoàn. Khoảng 1 giờ chiều, từ ngoài trận địa báo về, hướng tiểu đoàn 3 đã nổ súng. Và chỉ ít phút sau, hướng tiểu đoàn 2, các loại đạn nhọn B-40, B-41 của bộ binh ta cũng bắt đầu rền vang. Lũ xe bọc thép và bọn bộ binh địch đã tản ra hai bên đường chống cự quyết liệt. Trận địa pháo 155 ly và 105 ly ở Sikun bắn như vãi đạn phủ xuống trận địa của ta. Đoạn đường này chỉ cách Sikun chừng 9 km. Ngoài trận địa vẫn rền vang tiếng súng. Lúc này các loại hỏa lực B-41, B-40, trung liên AK và lựu đạn của bộ binh ta phát huy tác dụng. Trận địa cánh nam báo về đã bắn cháy 4 xe bọc thép và nhiều xe chở quân, xe vận tải quân sự. Trận địa cánh bắc báo về đã diệt hơn chục xe bọc thép, xe chở quân, xe vận tải quân sự. Đài quan sát báo về trận địa trải dài trên 2 km, quốc lộ 7 mịt mù khói lửa. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.